Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Trượt để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn. Dáng đẹp quá quý vị, cây đẹp quá xa ha. Chào Trượt. Chào Tấn, chào mấy cô, mấy chú, mấy anh chị. Hôm nay em có về giao lưu khoảng 26 cây này dạo một từ 5 đến 12 cánh. Lô mai này thì được cái là nó hoành to, hoành 25 đến 30. Địa chỉ của em vẫn là ở xã Phúc Tân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Không tội em là 068. Tính ship cây của em là bao ship toàn quốc. Rồi, bao ship toàn quốc nha quý vị. Cái lô mai này thì hoành to, tàn nó cũng to luôn. Rồi, hoành to, tàn to. Nhưng mà giá không biết to hay nhỏ. Bây giờ mà quý vị mình sẽ nghe Trường báo giá luôn ha. Giá cũng vừa chơi thôi. Giá vừa chơi ha. Giá yêu thương như những clip trước ha. Rồi, cây số 1. Giá cao khoảng 9 hoặc 2 mét nha quý vị. Mình quay sát lộ mình còn nguy hiểm quá. Quay cái này sao giờ còn quay vô quý vị, mình đứng cái lưng mình gần ra thôi, ra ngoài chỉnh ngoài lộ rồi. Rồi dừng hướng này luôn Trường ơi. Cây này tàn rất là đẹp ha quý vị. Tàn quá điệu, tàn thông. Tàn thông đẹp. Tay cành á. Em lật lá nên anh có thể quay thoải mái. Rồi lật lá trong bớt rồi phải không? Rồi lật lá trong bớt này qua đó ha. Dạch ra là thấy tay cành ở trong đặc kẹo ha. Tay cạnh nó trong quá xá quá xa luôn quý vị ơi, đặt kẹo ở trên ha quý vị, từ trên xuống dưới nha. Rồi. Rồi thấy rồi ha. Cái dáng cây này cũng hơi lắc cây, quá. Tay cạnh rất là đẹp, tay cạnh rất là to. Rồi cho cái hoành luôn Trường ơi. Tay cạnh này rất là đẹp, đấy hoành cũng to. 28 yếu một xíu, tính 27 đi anh. Khoan cái lá nó chè. Rồi, 28 yếu xíu tính 27 ha. Dạ. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao với 2.4. 2.4 quý vị. Là cái mai tàn mà giảo ha, tay cành ở trong hồi nãy quý vị cũng đã thấy hàng đặt kẹo hết trơn ha. Rồi, khoan lên cây cái. Rồi xuống cây. Rồi, giờ bằng quay vô xe xíu để mình đứng đây gần lộ quá quý vị ơi. Rồi, được rồi. Rồi mã số 2. Kéo còn gì? Còn lại. Cái số 2 này nếu mà tính tới chót đọt thì cao khoảng 8.9. Rồi nếu tính tới chót đọt thì khoảng 1.8 hoặc 1.9 nha quý vị. Tàn bự ha. Tán ngang còn cho. Bị chản luôn. Rồi đỉnh đọt nào quý vị. Rộng thanh thang ha, cái tàn rộng thanh thang luôn ha. Rồi mình vô mình kiểm tra tay cạnh ở trong nha quý vị. Đoạn này đi ha quý vị. Đọc chủ. Đọc chủ trên nè, kéo xuống đây có thấy gì hay không đây nè. Tay cạnh quá xá ha, mình kéo xuống xíu nè nha quý vị. Đây, chọn máy vô khoảng trống này đây. Em dạy cái lá này lên xíu nè. Đó. Đây thì em đặt lá. Xa luôn ha. Tay cạnh khá đều luôn. Đặt kẹo trên ha. Dạ. Rồi mình xuống tới dưới nha quý vị. Rút ra dưới này. Cái này giống như nó hơi bị lên xù quá ha. Phải không em? Có những cái bệt vàng ha. Chảy rồi nè. Rồi, này chuẩn bị này. Ở trên nữa ha. Đây mới lên xù. Rồi, dáng thì hơi lắc nhẹ đây. Cái dáng này. Dáng này cũng đẹp đây ha, tay cành to luôn ha. Cái này cũng lên xù hay gì ha. Lên xù. Mình ra cái u này là biết rồi. Cho cái hoành luôn Trường ơi. Đây hạ tay xuống cái em 28 rồi, đúng không? 18 ha. Dạ. Rồi chính xác ha. Cái này dáng tính cái bể ở đây chắc hơn luôn ha. Cái này hơn cái bể nó xuống quá trời. Cái này giao luôn nhiêu đây em? Anh để em cho mọi người coi cái giá. Định giá hả? Không có. Em cho coi cái dáng. Coi cái dáng hả? Không. Rồi mình báo giá em. 2.3. 2.3 nha quý vị, nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Cây phụ. Tàn đẹp quanh to luôn. Giá thì vừa chơi ha quý vị. Cây này thì cao khoảng 1.8 ha. Khoảng 1.8 chiều cao. Rồi. 1.8 ha.
tán ngang rộng thênh thang. Đây quý vị, tán ngang của nó là quý vị. À, à. Đây là cây dáng thông. Dáng thông. À. Con nó cũ mình về bên mẹ mẹ con em vô trên đây. Rồi, dừng hết ngày luôn ha. Đặt lá mình chết đó. Rồi. Rồi đặt chủ đó. Đưa máy lên không tới quý vị ơi, cây này cao quá. Đưa lên tới đây nha. Đây cạnh ở trên đọt mà bằng cái cây viết của em á. Mình đòi đưa máy lên tới đây lên cái kia mình đưa lên không tới quý vị. Đây cạnh ở trên đọt. Rồi dạ dạ tới đây coi. Đoạn dưới xíu nè. Cạnh cũng khá khá. Quá xá tại cạnh luôn ha. Dạ. Kẹo hết trơn ha. Rồi xuống thấp dưới xíu nè quý vị. Đây. Không có bỏ đoạn nha quý vị. Ở tay cạnh đều ha. Rồi cho cái hoành luôn Trường ơi. Rồi lật cổ tay ra xuống cái ha. Rồi 25 anh. Rồi 25 đó là nó hơn rồi còn đó chứ theo đây. Xuống xíu nữa là 27 ra đây 27 luôn á. Rồi tính 25 thôi nha. Dạ. Rồi xuống xíu là 27. Rồi cái này giao luôn nhiêu em? Ồn ồn quá, xe chạy ồn quá nhiêu em? 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu quý vị. 2,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Quá đẹp. Đây là lúc báo giá một chiếc xe tải chạy ngang nên không có nghe. Cây số 3 là 2,2 triệu. Rồi mã số 4 quý vị ơi. Rồi cũng tàn đẹp luôn ha. Rồi có cái nhánh mình lấy xe nhánh nó xuống. Cây số 4 này nó cao bằng khoảng 1m7. Rồi khoảng 1m7 ha. À, tàn đẹp quá, xá đẹp quý vị. À. À, dừng luôn trời, dừng luôn Trường ơi. Cái này tàn đẹp quá. Nó đọt rồi cái gì? Kéo ha, phụ vô dạch ra cái này ta. Đưa máy vô coi. Máy vô trong cái gì? Cạnh hàng quá xá ha, phụ cạnh dưới có ha, đều ở trong ha. Rồi kéo xuống dưới đây luôn cái gì? Cần đây, nhất của nó. Cái này bắn lên nè cái gì? Thôi dừng cần. Quay trả lại cho anh xíu. Được ngược lại. Rồi dừng. Để quý vị mình bắn lên cho quý vị mình xem tay cạnh đoạn trên đó ha. Bên đây cũng vậy ha. Đặt hả? Quá xa trong ha, tay cạnh nhất cái dưới này to ha. Dạ. Đó quý vị. Cây này già. Đó này già cây. Đo cái hoành luôn ha. Rồi lắc cầu tay hoành bên đây. Rồi 25 ha. 25 yếu một xíu thôi. Tính 4 ha. Rồi. Cũng sao. Xíu rồi. Tầm khảo. Rồi. Giá nhiêu đây em? Cái này. 2,1 triệu. Rồi 2,1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Hồi nói giá to lên nha Trường. Rồi mã số 5 quý vị ơi. Rồi cao khoảng 1m9, tàn đẹp luôn ha. Nguyên cây tàn thông luôn. Đâu xen vòng lên Trường. Đó quý vị, tàn quá xá đẹp ha. Tàn bự luôn, tàn đẹp mà tàn bự nữa. Rồi dừng luôn ha. Ai đỉnh là mình đưa lên không tới luôn á quý vị. Ai đoạn này có cái lỗ nhỏ nhỏ đưa máy vô rà vô quý vị thấy không ha, chứ mình dạch không tới ha. Tàn tên anh thôi, tàn tên, tàn tên xét tên mà nó bự. À, tay cạnh ha, kéo tao kéo dài xuống rồi mình phải để vô cây viết cho ai so sánh với cây viết là nó đoạn trên mà trên là nó vậy đó. Tay cạnh nó muốn bằng cây viết luôn ha. Rồi Trường buông cái tay ha. Rồi, kéo xuống tới đây luôn quý vị, mình không có bỏ đoạn ha. Tay cành thì quý vị cũng đã thấy ha, đặt kẹo hết trơn ha. Rồi chuẩn bị cho cái hoành luôn. Cạn ở ngoài thì quý vị thấy là đẹp. Cây này thì hoành 22 anh. 22 ha. Dạ. Đó. Tàn thì quá xá ra đẹp luôn. Quá xá đẹp ha. Cho luôn vô đi em. 2 triệu quý vị ơi, 2 triệu đựng cây mai dảo tàn thông đẹp luôn ha. Rồi xuống cây anh em ơi, lên chậu đôn cao nghĩa là ở trước trồng bộ 3, 2 và 5 cây gì đó quý vị, rất là đẹp ha. Rồi mã số 6. Rồi khoảng 1m8 ha. Cây này ai ở không mà lặt lá dữ như vậy? Tống lỏng luôn. Rồi cao khoảng nhiêu đây em? 1m8. Tàn đẹp luôn ha quý vị. Rồi dừng hướng đó luôn em, khỏi chạch ha, cây này khỏi chạch ha. Rồi giữ đi
theo hướng đó luôn, đừng theo hướng nào. Lội hết rồi. Rồi bao nhiêu tay cành là quý vị cũng đã thấy hết rồi đó ha. À, xe qua hướng bên kia cho nó xéo xéo đặng dễ quay hướng cái góc lắc nè, được. Dạ. Hướng mà bản được. Đây phải không? Đó nữa, nữa. À, rồi, cái dắt hơi lắc nhẹ đó quý vị. Rồi. Cho cái quành ha. Làm bậy đúng không anh? Rồi, 27 quành nào quý vị ơi. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Cái này giá 1.3 triệu. Rồi, 27 quành, giá 1.3 triệu. Rồi, giá gì yêu thương dữ vậy? Cái này, tại nó rồi, xuống cây luôn. Nhanh tay chốt liền quý vị ơi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, mã số 7. Tiếp tục là một cây mai có cái tàn. Rồi, tàn đẹp luôn. À, quá xá đẹp. À, dừng lại luôn ha. À, kiểm tra tay cành từ đọt chủ kéo xuống nha quý vị. À, à, mình dạch ngay đây ha. À, kéo mình bắn xuống đây nè. À, đặt kẹo dưới đây luôn ha. Rồi mình kéo xuống tới cái phần góc dưới đây quý vị ơi. À, dưới đây thì cũng quá xá ta ha. Rồi cho cái vành luôn. Có tía luôn. Thằng gần ha. Thằng gần. 26 luôn. 26 quanh. Dạ. Rồi. Có tía. Cây này đế nở. Giao luôn nhiêu đây em? À, bây giờ mình đế ăn kìa. Nàng nở ra nó kìa. Mình kìa ra luôn nè. Kìa kìa gần gần ha. Mấy cái gần đó. Mỗi gần là một công đoạn chắc luôn á. Đó. Có luôn, thấy bảo đảm là thấy cái này mà mình khai thác xuống cái này đấy điều nè, chừng 2 phân nữa là bảo đảm lò bộ rễ. Rồi xuống cây. Ủa quên báo giá. Cây giá 1.7 triệu hả? 1.7 triệu. Rồi xuống cây luôn. Cây đó để đẹp chắc luôn á. Cây đấy đẹp. Thấy ủ đấy rồi, thấy phía nào, thấy phía nào đẹp. Rồi mã số 8. Rồi cao khoảng 1m8 nha quý vị, tàn thông đẹp luôn ha. Em nhìn cái đoạn em thấy có mấy cái lá trắng hình như lai bạc mai. Đó mình không có hứa nha quý vị. Thì mình đón thôi. Rồi. Xe này không. Rồi xe qua đây. Đó. Cây tàn thông. Rồi dừng luôn. Cây tàn thông rất đẹp nha. Rồi dừng được rồi. Đây này đỉnh ra quý vị. Đó. Mấy lá trắng trắng, cũng đây cũng có mấy trắng mấy lá. Dập lên đây dễ thấy nè. Được hai tay được, ngang, dập ngang. Ngang dưới vậy. Đó, tay cành. À, tay cành ở trong quá xa luôn ha. Rồi kéo xuống dưới đây luôn quý vị ơi. Bắn dưới bắn lên cho quý vị xem luôn ha. Đó, cái này có cái cũ quá trời cũ. Tay cành bự ha, tay thân gân nữa nè. Thân gân mà cái còn cái đế nữa. Đẹp luôn. Thân này cũng do giống như cái cây vừa rồi, cũng gân quá là gân ha, cây này cũng gân nữa nè. Rồi mình cho cái quành luôn. À, 30 anh. 30. Đây anh coi cái đấy, cái này nè. Cũ quá rồi, cũ nè. Rồi, cứ xây đi. Cây này cũ nè. Hết nó bù đế. Cũ này nở ra quý vị. Ở đế thấy có một số rễ nó lòi. Cây này đế nở, mỗi công cân là mỗi công rễ ha. Này giúp muốn lên trụ à. Rồi, cái này giao luôn nhiêu đây em? Cái này em giao luôn 3 triệu à. Rồi, 3 triệu nha quý vị. Rồi. Xuống cây anh em ơi. Tàn đẹp. Đây em đây. Trong khi bể luôn. Rồi tiếp tục là một cây mai có cái tàn đẹp luôn. Rồi cao 1m9 luôn quý vị ơi. À, tàn thông đẹp luôn ha. Rồi xây xây luôn. À, rồi dừng luôn. Này chắc là 1m9 chắc có hơn, mình đưa máy là cũng tới luôn. Thường thường quay với quý vị là đưa cái máy lên tới đo đo là khoảng 1m8, còn thấy là hơn luôn á. Máy này này, này chắc hơn một khoảng đó. Dạch này á trời. Thấy chưa? Tại cạnh quá xá và xa tầm ha. Tại cạnh khá đều. Đây bắn lên, đây trả là cho anh hướng sống cái này. Ê, lỗ rồi. Đó, dừng hướng này đó. Dưới đây không có gì đó ha. Quá xa luôn ha. Ở trên nãy cũng vậy nhưng có gì. Rồi, mình cho cái quạt ha. Rồi, nhớ lắc cái tay qua đây mình coi kiểm tra quạt ha.
24 anh. 24 ha. Dạ. Giao luôn nhiêu em? 1.8 anh. Rồi 1.8 nha quý vị. Thấy cành đẹp á. Tàn cũng đẹp luôn. Giá 1.8 bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 10. Rồi tiếp tục cũng là một cây mai có cái tàn thông luôn. Rồi cao khoảng 2 mét ha. À, chiều cao nó có gì 2 mét ha. Rồi cứ xây đi em. Rồi dừng bên khoảng trống trống ra đi ha. Xây ngược lại khoảng bên trống trống. À, cái khoảng trống trống này chừng nữa nó ra cái mình vô kẽm mình bẻ qua đó cái nó bích dịch cho ha trường ha quý vị. Đó, đó. Cái đó mình bẻ vô nhôm vô kẽm bẻ cái là nó bích ha. À, chủ yếu là cái tay cành trong thôi ha. Cành trong nó đều là còn mấy này nó ra cũng đâu thấy muốn mình đâu quý vị. Không đi hướng nào nó đi ha. À, vì mình vô nhôm vẽ ra là sẽ đúng hướng cái thầy muốn ha. Rồi, em buông buông. Rồi giữ hướng lại cho anh ha. À, tay cành trong ha quý vị. Ở trên ha. Quay kỹ cho quý vị xem ha. Tại mai tàng mình cây nào mình quay kỹ được mình cũng quay cho quý vị ha. Nào bắt đặc dĩa mà dạch không ra mới là không kiểm tra cho cái gì ha. Đây là cành nhất đó nè. Cành ở nhất nhì ba quá to luôn ha. Rồi chắc cũng bệnh luôn. Ồ, cây này nở ha. Củ nở nha. Rồi 29 yếu. Hành chính yếu. Chính yếu một xíu. Chính hành 8 đi ha. Dạ. À, củ nở đó. Cây này cho luôn nhiêu em? Để cho coi cái củ nở. Hết cái củ nở luôn ha. Nội bên đây cũng nở luôn ha. À, giao luôn như em. Cái này em giao luôn giá 1.8 à. Rồi, 1.8 quý vị. Rồi. Xuống cây luôn. Mã số 11. Rồi, mã số 11 đây quý vị. Cũng tiếp tục là một cây mai có cái tàn đẹp luôn. Chừng ngã bên anh 7. Thêm cục nữa. Thêm. Rồi. Rồi khoảng 1.8 tàn thì cũng tàn thông luôn ha. Tàn đẹp không ha, nay lô này về cái tàn đẹp quá xá đẹp ha. À, quý vị xem thấy thích cây nào thì alo liền cho trường nha quý vị. Số điện thoại của trường mình để tên tiêu đề đó quý vị ơi. Rồi trường dừng cho mình anh cái hướng này luôn. Cái này rất khỏi dạch ha quý vị. Lá cũng lật bớt thưa thưa nè. Dễ thấy tay cành ở trong nè. Đó, kéo từ từ ha. Cành bỏ đều quá. Đó, trên xuống dưới bỏ rất là đều ha. Đó, đây ha. Kéo dài dài ở đây luôn nè. À, chuẩn bị xuống dưới nha quý vị. Dưới cái gốc đây nè. À. Rồi cho anh cái hoành luôn ha. Đây, 25.5 tính 25 rồi, giữ rồi. 25 hoành. Rồi. Đây hấp thân quá ha. Qua tháp hàng cành nhánh ở dưới thấp ở dưới đâu vậy? Hơn chừng 5 mấy ta mấy phân ha. Rồi cái này giao luôn nhiêu em? Nhiêu em? 1.9 quý vị. Rồi xuống cây. Tại xe ở ngoài đây ồ quá quý vị nên khi báo giá trường mình cũng không nghe, mình phải hỏi lại ha, rồi mình báo luôn nha quý vị. Số 12. Cây 12 này cao khoảng rồi tàn đẹp quá nè. À, thoát thân ở dưới con khoảng là 3 tấc thì nhìn cây nhá, nhìn thấy rất là thoáng cây ha. À, tàn thông đẹp luôn. À, rồi vô kiểm tra tay cành trong nha quý vị. À, thì cao chắc 2 mét mấy mà ha, tính 2 mét thôi ha. Cành khá đều luôn. Quá xá tay cành trong ha. Cho anh xây qua cái lỗ bên đây coi. Lặt kia là lặt tư. Lặt những cái lá mà ở gần gần thân này. Lên quay tay cành dễ thấy tay cành ha. Rồi. Cây này cái lưới đỡ nha. Bắn lên được cái gì đó. Nguyên cái tạng này quá xá ha. Thấp thân này thấy trống trống gì thấy thoáng cây, rất là thoáng cây ha. Thân cũng không có cao lắm quý vị. 54 anh. 54 rồi thoát thân cái này thử nhiêu em? Này nó cao cao hơn người ta là mình đo thử coi. 20 mấy ha.
6, 7. Rồi, cái này cái củ nở ha. Củ nè. À, củ nở ghê ha. Đo anh cái củ thử coi trường. Lâu lâu đo thử cái củ nha quý vị. Thôi cây củ này nở bự lên coi. Nở bự đo thử ha. Đó tới 34. 4 củ 34 luôn ha. Củ bự. À, cây này giao lưu nhiêu em? Cây này giao lưu giá 1.9.000 ha. À, 1.9.000 nha quý vị. Rồi. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi à, quý vị xem thấy thích cây nào alo liền cho trường nha quý vị. À, quý vị không alo liền khi có khách khác alo trước thì mình mua không có được cái cây của mình thích ha. Rồi mã số 13 cao khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi cái đàn cũng đẹp luôn ha. Đàn đẹp luôn. Rồi cứ xây xíu nữa anh kiếm cái lỗ cái nào có chỗ nào đây. Lá ha, trường yêu cầu mình quay cái lá đây quý vị. Lá nào nấy lá to to. Rất là bự. Rồi trên đỉnh đọt đây ha. Rồi dựng ở đây luôn đi ha. À, đỉnh đây quý vị. Rồi cây này cao khoảng 1m8 rồi ha. Ờ tại cạnh đó, cạnh khá đều luôn. Cây cạnh đông ha. Bỏ đều. Lá dưới đoạn dưới đây. Đều mà to nó bấm xuống được. Rồi này, mình con tay nó bấm được. Đó. Rồi giờ chọc máy vô đây. Đó, quá kính, xá luôn ha. Rồi kéo xuống đây luôn quý vị. Nè, đế nè. Cây này lại nở đế nữa nè. Đế cũng nhiều quá ha, cho cái hoành em. Rồi, hoành bao nhiêu đây? 26 anh. 6 ha, rồi. Sang dòng đế luôn. Đó, đế trải cũng đều đây quý vị. Đều. Nở luôn. À, cây này giao luôn nhiêu em? 2.1 anh. 2.1 nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Né qua đây. Không thấy. Xem chút có tai nạn ở sau lưng mình rồi quý vị. Rồi mã số tiếp theo. 14. À, cái tàn đẹp quá nè, quá xá đẹp luôn. Rồi. Tàn dưới ta. Rồi, quá xá tàn. À, tàn đẹp luôn ha, xe em. Cái này lắc nhẹ ở dưới nè quý vị nè, quay xa cho quý vị thấy cái dáng lắc nhẹ ở dưới ha. Chỉ lắc nhẹ thôi. Rồi giữ hướng đó luôn em ơi. Rồi đỉnh đọt ra quý vị. Đó. Rồi ở trên đó thì dĩ nhiên là mình vạch không có được rồi, cao quá xá cao rồi ha. Chỉ vạch ngang trong tầm tay mình vạch được thôi ha nè. Kính vàng đoạn này đây, mình vạch xuống ha quý vị. Đó. Xuống luôn ha. Có lá đó. Ở đâu cũng vậy ha, tay cầm thì đặt kẹo hết trơn ha. Rồi xuống dưới đây luôn nha quý vị. Rồi xuống cái góc luôn ha, đó. Góc này cũng nở dưới à. Rồi, củ này nở dưới à. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Cái vít cắt này mình cắt cái nhánh đó mình không biết keo lại em. Chút em test anh đợi em mới cắt. Mới cắt ha. Dạ. 29 yếu tính 28 à. Rồi. Cái củ này còn bự nữa ha, cái này giao luôn nhiêu đem? Cái củ khoan để từ từ đi anh. Rồi cái củ này. Củ à. Ba trời củ. Như con cá là hán. 2.6 à. À 2.6 nha quý vị. À cũng quên thông báo rồi, cái nếu mà trong vòng bán kính hơn 300m á thì nếu mà em có thể giao sớm cho quý vị luôn, bằng xe tải hoặc là xe qua lâm. Rồi. Còn nếu xa quá thì hơi chậm xíu phải không? Nếu xa thì có thể nếu xa chắc em phải gửi bưu điện rồi. Rồi. Trong vòng bán kính là 300km lại là đưa giao xe tải hoặc xe qua lâm thì trong vòng 1 ngày khi quý vị chốt là có cây liền ha. Cũng phải thuận đường. Thuận đường ha. Rồi khoảng 1m7 ha, tàn đẹp luôn. Ngồi vô kiểm tra tay cành, mình đứng xa ra mình thấy tay cành đóng cũng đều á. Rồi dừng hướng đó luôn em, dễ kiểm tra tay cành. Rồi đỉnh đọt đây quý vị.
lô mai cây 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 cành qua này xíu lô mai này già cây quá à, tay cành này quý vị đóng ha, bỏ đều luôn ha. Đây dạch đây là ở dưới đây thì quá xá luôn ha, đóng đều tới ha. Rồi xuống dưới đây luôn quý vị. Đây đó. Đế nở dư à, để bè phè luôn ha. Rồi cho cái hoành luôn. Đế nở phè rồi hoành 28 à. Đúng 28 luôn ha. Rồi đế nở có vòng vòng cũng có rễ đó, bỏ cũng đều đó quý vị. Cái đây cái đế nở cái này không có khai thác ha. Tại em không dám khai thác tại cây này tàn lớn bự quá, tàn bự quá nên không có dám khai thác. À, đây nếu nở cái mặt này thì nó nở bè dữ lắm. Nở bè ghê mà. Rồi cái này giao lưu nhiêu em? Cây này giao lưu giá 2 triệu anh. Rồi 2 triệu nha quý vị. Rồi. Rồi xuống cây. Lên cây mới anh em ơi. Mã số 16. 16. Tàn đẹp luôn. À, một cây mai có tàn thông rất là đẹp. Nhanh tay chốt cây quý vị ơi. Quá xá đẹp luôn. Rồi cao khoảng 2m2 nha quý vị. Tàn đẹp ha. Rồi dừng luôn. Tàn thông. Rồi cái đỉnh quý vị, là đỉnh mình chỉ đưa vậy giờ máy cao vậy quý vị xem tạm tạm thôi chứ không có dạch được nha quý vị. Rồi chứ dạch được cái đoạn đâu khoảng ngay đây thôi ha. Đó. Tầm ngay đây thôi mình dạch được nè. Tay cành thì quá xá luôn ha. Rồi xuống xíu nữa nha quý vị. Trong đây cũng quá xá ha. Rồi xuống xíu nữa đây quý vị. À. Rồi mình xây quanh đây ha. Xây qua đây xíu quý vị ơi. Đó. À, tay cành cũng quá xá luôn ha, tay cành đặt cành ha. Rồi cho hoành luôn. Đó. Có cũng có một số rễ mình thấy rồi đó ha. 26 anh. Rồi hoành 26. Rễ cũng nở nè anh. Rồi nở bên đây cái rễ quá trời bự. Đây nó cũng phè cái rễ nè. Đây cái rễ nè. Rồi. Bên đây cũng có cái rễ nè, hoành sâu quá. Sâu quá. Hoành coi. Không giao luôn nhiêu em? Đây là giao ưu giá 2.3 triệu. Rồi 2.3 triệu quý vị ơi. Rồi 2.3 triệu. Cái mai tàn thông đẹp luôn. Rồi xuống cây. Xuống nổi không? Quá nặng luôn hả? Rồi mã số 17. Rồi 1m7 chiều cao. Tàn đẹp luôn ha. Rồi cứ xây xây ha. Tàn thông luôn. Rồi tán ngang ở dưới đây đó, mình kéo lên này quý vị. Rồi đỉnh đọt quý vị. Rồi mình kéo xuống nha, giữ hướng đó luôn Trường ơi. Kéo xuống đỉnh đọt xuống quý vị xem. Rồi từ đỉnh đọt xuống tới đây là cành quá xá nha quý vị. Rồi giờ kéo xuống xê xuống xíu nha quý vị. Đây còn lá hơi nhiều đó, cũng tay cành thấy quá rõ ha. Rồi lạng qua khoảng trống này nè quý vị. Thấy hết luôn. Rồi hết phần tay cành rồi đó quý vị. Rồi tay cành nhất bên đây bự quá ha. Đây, nhất cái này. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Củ nở này quá tại củ luôn. Củ nở là tới điều nha. Đó là có nói. Củ nở là tới điều, 29 yếu tính 28 nha. 29 ha. 29 là mình đo có khoảng eo đó quý vị, còn eo củ này còn hơn nữa ha. Phình thử lên. Đo phình thử ha. Đó. Khỏi đo cái gì. Ờ, đo cái phình thử là 35. Đây cho có cái phần quá tờ cái phần ra luôn đó. Phần dưỡng dữ lắm à. Rồi giao luôn nhiêu đây em? 2.2 triệu. Rồi 2.2 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 18 quý vị ơi. Rồi mình chỉnh cái cây lại cho nó đứng xíu được. Rồi bên rồi đứng cây rồi ha. Rồi cao khoảng 1m8 nha quý vị. Rồi lật lá sơ sơ rồi ha, lật lá nhiều hơn mấy cây nãy xíu nên cái này khỏi cần dạch ha quý vị, chỉ kéo từ trên xuống cho quý vị mình xem là đã thấy phần tay cành của nó rồi ha, rất là rõ ràng rồi ha.
đều một xíu. Rồi, chốt cái hoành luôn. À, cái hoành này báo giá luôn ha. 25 anh. Rồi, giá nhiêu em? 3. 3 quý vị, hoành 25 mà có 3. Rồi, được cây mai dảo luôn, 3. Hoành to luôn. Mã số 19. Rồi, mã số 19. Tiếp tục là một cây mai có cái tàn đẹp luôn. Khoảng 2 mét à. Rồi, cao khoảng 2 mét, tính tới cái giót đọt luôn nha quý vị. À, tàn rộng. À. Rồi, trên đỉnh đọt nè quý vị, co lật bớt nên thấy được tay cành rất là rõ ha. Rồi, kéo xuống đây xíu nè quý vị. À, chiếu là tay cành đoạn dưới cho cái đỉnh đọt hồi nãy nè. Đó, tay cành cũng quá xá trên nữa ha. Giờ kéo qua bên đây đây quý vị. Đi qua xây lại ha. Rồi kéo xuống luôn. Rồi cho cái hoành luôn cũ này nở ha. Cũ nở. Cũ nở ghê luôn quý vị. Cũ nở là đế điều. Đo vị trí này nó 27 ha. 27 ha. Đó, có những cái chất nó nở phình ra ha. Bè ra ha. Chất này là thấy nở rồi. Đây có rễ thẳng rồi. Đây nữa nè. Đây nữa. Rồi cây này giao lưu nhiêu em? Cây 10 mấy, 20. Cây 19 này em giao lưu giá 1 triệu triệu mấy? 8. 8 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn, 8 cho cây 19. Lên cây anh em ơi. Đâu rồi? Ôi ơi. Hết rồi. Đâu rồi? Đây nè. 19 đâu? Trời ơi chạy té luôn. Đây kiếp không hiểu ý nhau. Rồi, mã số 20. Cái này cao khoảng 1m9. Khoảng 1m9. À, cái tàn ngang thì rộng thênh thang ha, cao 1m9. Rồi. Rồi. À, cái tàn ngang rồi quý vị. Rồi, cứ xây xây em. Rồi, cứ xây tiếp lên xíu nữa em. Bên kia, xây xíu nữa đi. Kia mới thấy được tay cành nữa xíu nè em. Rồi dân bên đây thấy được tay cành này quý vị. Ở bên kia thì nó kín mít rồi ha. Rồi mình chặt ngay đây luôn, dưới cái đỉnh đọt xíu đó quý vị. Rồi dưới đó một xíu luôn. À, kéo máy dưới đây xíu leo luôn đây. Ê dặt ra coi đây anh. À, đây nó quý vị. Rồi buông tay luôn. Rồi, kéo xuống luôn, xây vòng vòng đoạn này luôn đó. Đây cái này cần nhất của nó chia tứ phía luôn. Rồi cho cái hoành luôn ha. Cũ nở rồi luôn ha. Một cái cây cũ nở nữa, cây này nở đều luôn nè. Rồi cây này giao lưu đây nhiêu đây em? 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu nha quý vị. Đó 2,5 triệu. Cây số 20. Tàn đẹp luôn. Rồi xuống cây anh em ơi. Nên giao lưu nhiêu cây trường? Giao lưu nhiêu cây? 26 cây. 26 hả? Rồi mã số 21 rồi quý vị. Đây. Đây khoảng 2m nha quý vị. Rồi xây xây lên em. Rồi, thời gian giờ cũng hơi là khá dài quý vị, mình ráng theo dõi nha quý vị. Nay tàn bự đẹp không quý vị, giá cũng vừa chơi ha. Rồi dần luôn nên mình quay phải kỹ quý vị, để cho quý vị khi xem mình khỏi sợ làm heo, mình chốt là vừa ý là mình chốt luôn quý vị. À, không có, nay mình quay rất là kỹ ha. Rồi kéo xuống dài dài luôn ha. À, những cái cây nào mình kiểm tra được là mình kiểm tra hết luôn cho quý vị ha. À, tới cái đoạn dưới đây luôn rồi, cho anh cái hoành luôn ha. Cái này muốn nứt nách hay chảy xù thôi. Nứt nách hả? Đâu? Không thấy. Đâu rồi, nằm đâu rồi? Nằm khuất cái đâu rồi quý vị ạ? Thôi, cho quý vị có cái hoành báo giá em ơi. Chị chú đó. À, chị chú đó hả? Cục u trên đó hả? Ở đó đúng không? Cây để nở nữa đây, cây để nở nữa.
26 yếu đến 25 đi anh. Rồi, giao luôn như em. 25 là đó, đây khoan anh để em giới thiệu cái đây cũng đế cũng nở nè. Đế nở, dáng này cũng hơi lắc nhẹ xíu. Rồi, lắc nhẹ xíu. Rồi, giao luôn nhiêu em? 2.1. À 2.1 gì vậy? À giá yêu thương luôn anh. Rồi, xuống cây luôn. Thật là xứng tầm luôn. 2.1. Rồi. Mã số 22 quý vị ơi. Rồi, cao khoảng 1.6 ha, được rồi anh Bảy ơi. Rồi, tàn cũng đẹp luôn ha. Tay cành mình thấy cây này tay cành rất là bò to. Đây đỉnh đọt đây quý vị. Rồi, mình kéo xuống nha quý vị. Đó. Tay cành nha. Đó, kéo là không bỏ đoạn luôn ha. À, đừng xa bò. Đây, còn sánh. Đó, trên mà nó bự bằng cây chiếc lọc viết ra luôn đó quý vị. Đoạn dưới đây ha, nãy giờ kéo là không bỏ đoạn ha, ta cái này mình săn sát luôn ha. Rồi, chân cái hoành luôn. Rồi, giá nhiêu em? Dạ. Giá triệu 8 anh. Rồi, triệu 8 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Quanh mử, giá quanh mử. Mã số 23. Rồi, 23. Rồi. Rồi, khoảng mét 9 chiều cao. Tàn thì rộng luôn. Đó, quý vị. Rồi, dừng luôn, hướng đó luôn Trường ơi, ngạn hồi khỏi dạch Trường ơi, trả lại xíu Trường ơi. Đúng không? Trả lại xíu thôi đi, cho qua cái máy rồi, hướng máy đi, em buông ra xíu. Rồi, rồi nó tại rồi, dịch nha. Rồi, góc nào đoạn này mới ngay hướng máy ha quý vị đó, tay cành đó quý vị ơi, mình lạng qua đây cái nó, lặng né cái nhánh đó ha, rồi kéo xuống đây, mình dạch mình kéo xuống cho quý vị xem ha. Tay cành nó quá xá trong luôn ha, giờ kéo xuống dưới xíu nha quý vị, giờ dưới mình chỉ bắn lên thôi ha. Bắn lên cho quý vị xem á. Tay cành nhất của nó nè. Nhất bự bự ha, tay cành nó trên quá xá luôn ha quý vị. Đây là con mèo nhà em nó leo hoài luôn á. Con mèo nhà em hả? Con mèo leo chứ em phải leo. Rồi, cho cái hoành luôn em. Đây nở đế luôn nha. Đây nở, đây nở. Nó cũng lên gân luôn rồi nè. 28 yếu tới 27 đi anh. Rồi. Đây đế cũng nở nè. Tập thân này khoảng 10. Rồi, giao luôn nhiêu đi em? Dạ. 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 24 quý vị ơi. Rồi, 7 triệu rồi. Rồi, cây này khá cao. Rồi. Cây này khá cao. Cây này cao khoảng 2m1, 2 à. Đó, cao, quá xa cao luôn. 2m1 hoặc 2m2. Tàn thông luôn. Đó. Cao khoảng 2m2 đi ha. Đây cao lắm quý vị ơi. Rồi. Đôn chậu cao cao lên là đầu là hết ý ha. Rồi dừng hướng này luôn, hướng này luôn. Trả lại, trả lại, trả lại. Trả lại cho quý vị xem tay cành luôn quý vị ơi. Đây ha. Tay cành sáng sát luôn ha. Dạch ra đó quý vị. Đó. Tay cành quá xa tông luôn nè. Rồi xuống ngay đây luôn ha. Rồi tay cành dạch tông kính luôn. Xa tay cành ha. Rồi xuống luôn ha quý vị. Dài dài xuống luôn đó. Đó xuống tới cái góc rồi. Để mình xây chỗ này dưới đây thấp thân thì thấp nên mình xây kiếm nha chỗ như quý vị. Ở đây. Cái này nó lên gần nó chia khía luôn anh. Chia 4 mối luôn kìa. Gần dưới ha. Gần dưới. Rồi cho cái hoành luôn. Mới gần rồi. Không làm anh. Rồi. Cái đế cũng gần gần quá trời thân gần rẻ đây thân gần cả ha rẻ ra muối luôn. Cái này giao luôn nhiêu đây em? 2 triệu anh. Rồi 2 triệu cái gì ơi? 2 triệu giá yêu thương ha, nhanh tay chốt cái gì ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 25 ha anh. 25 quá đẹp.
Toàn cây nào? Cây cao khoảng 1 mét, 2 mét à? Rồi, khoảng 2 mét ha. Đó. Y như cây thông luôn ha, tàn ngang ở dưới rộng thênh thang luôn ha. Ngang rộng thênh thang, ngang rộng khoảng 4. Rồi, dừng hướng đó luôn em, khỏi xây nữa. Cái này cũng qua rõ tay cành cho quý vị chỗ nào cũng đặt sơ sơ rồi ha. À, kéo chậm 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 ha. Thứ diện bỏ nè. Đó, tay cành á. Đó đều quá. Bỏ đều ở trên đây này, đặt sơ sơ rồi quý vị ha. Đó. Tay cành quá xá luôn ha. Rồi xuống tay dưới luôn nè. Đó. Bỏ đều luôn nè. Bỏ đều luôn ha. Rồi cho cái hoành luôn. Cái này cũng nở luôn. Rồi. Cho luôn nhiêu em? Ê, khoan để có quay quay vòng vòng ha, cũng gần nữa ha. Gần. Mày gần. Nó già cây quá. À, tay cái dàn trên nè, dàn tay cành trên nè quý vị. Quá xá tay cành ha. Đó, quay lại cho vòng cây coi. Hay qua cái cây cái đó. Rồi, cho luôn nhiêu em? 2.3. Rồi, 2.3 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 26 quý vị ơi. Rồi 26 là cao khoảng tầm 2 mét. Tán ngang ở dưới cũng rộng thênh thang luôn ha. Đó. Cao khoảng 2 mét. Rồi vô kiểm tra tay cạnh luôn. Rồi dừng hướng này luôn ha. Rồi kéo lên đỉnh xuống, kéo xuống cho quý vị xem ha. Rồi. Đó, trên đây thì quá xa rồi. Dưới đây thì cũng quá xá luôn ha. Rồi là lặn vô từ từ ở trong luôn rồi quý vị. Đó. Trong cũng quá xá và xa. Rồi kéo xuống luôn. Chứ đèn bắn lên cho quý vị xem luôn ha. Giữ góc đậu máy này nè. Rồi quý vị tay cành cũng quá xá luôn ha. Đó. Rồi cho cái hoành luôn ha. Mình báo giá luôn. 55 anh. Giá tiểu 8 anh. Rồi, từ 8 nhân quý vị, mã số 26. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, 27 cũng là cây cuối. À, cây cuối rồi quý vị. Có cái tàn đây. Tàn thông cao khoảng 2m2. Đó, y như cây thông luôn. Quý vị mua cây này về chơi Noel ha. Rồi xong rồi quý vị lặt lá cái về chơi Tết luôn ha, rất là tiện ha. Đó. Ở đỉnh nè, ở dưới đây rồi vô bất kỳ chỗ nào luôn, cao quá nên chạch không tới, chạch ngang cái tầm này thôi. Đó. Đó. Tới rồi đó quý vị, xuống cái dây đây nha. Đó. Quá xa tay cành hang, giờ kéo xuống nữa nha quý vị. À, dập 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 đó rồi xây quanh kia luôn ha, kéo xuống luôn nha. Rồi giữ hướng này anh bắn lên đây quý vị, giữ nha, đừng nghe đừng xây dịch nha. Hồn anh bắn lên hết hồn. Rồi bắn lên đây quý vị ha, em để nở luôn nha. Rồi quanh 25 anh. Rồi giao luôn cái này nhiêu đây em? Cái này giao lưu giá 2.3. 2.3 quý vị. Được, cây mai có cái tàn thông đẹp ha. Rồi quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho trường nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Clip này hơi dài mà quý vị xem tới cuối rồi, cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.